Hôm nay em tiếp tục test thử dao các bác nhé. Đây là mẫu dao mèo của đơn vị em Thảo. Với cái dòng dao mà tốt nhất em đang muốn đưa tới các bác. Bác nào mà đã dùng dao mèo của đơn vị em rồi cho em xin một cái bình luận nhé. Bây giờ trước thì em đã chặt thử sắt 6 đấy. Nhưng cũng khuyến cáo tới các bác là chặt sắt ấy thì các bác phải biết cách chặt nhé. Chứ không phải là chặt sắt 6 mà các bác đưa lên thớt để chặt là không chặt được rồi. Chặt sắt 6 là phải có đe. Đấy. Và em sẽ xem cái lưỡi dao mà vừa mới chặt một khúc xương gióng rất chi là cứng như thế này. Đây. Các bác nhìn đây là cái lưỡi dao. Đấy. Đây là cái lưỡi dao em vừa mới chặt xong nhá. Thì em đã test xong về cái phần dao mèo cao cấp của đơn vị em. Em cũng nói với các bác là khi các bác đặt hàng của bên đơn vị em thì cũng rất mong là các bác thông cảm và chờ hàng giúp em nhé. Bởi vì với cái mẫu dao mèo này nhà em làm cả 10 ngày, làm ngày làm đêm mới được tầm độ 10 đến 15 con. Thế cho nên là nếu mà các bác nào mà đặt ngay ở video tối ngày hôm nay em làm được từng này rồi thì em sẽ gửi luôn. Còn các bác đặt sau thì cũng có thể là muộn hơn 1-2 hôm thì chờ hàng giúp em nhé. Đấy, và với cái dao mèo này thì đây là dao 30cm này các bác này. Đây là dòng dao 30cm em vừa mới test thử. Còn nếu như các bác mà sử dụng một bộ thì em sẽ có một bộ là con 20cm. Con 20cm, 25cm và 30cm. Đây là con 35 này các bác này. Đây là con 30 em vừa mới chặt này. Và đây là con 25. Đây là con 25 nhá. Và đây là con 20 mèo mili. Và với cái bộ dao mèo này thì em sẽ có vỏ mun và vỏ muồng để các bác nhà mình được lựa chọn. Với bộ dao mèo hôm nay thì cái vỏ em sẽ làm vỏ vuông và vỏ hơi vát nhọn, tùy thuộc theo sở thích của các bác. Và tất cả dòng dao mèo đơn vị em làm thì sống của nó dày 6 ly rưỡi, 6 ly và 6 ly rưỡi. Đây, chuẩn như này luôn các bác nhá. Nhận hàng các bác bỏ ra test thử như em vừa mới chặt xương đấy ạ. Đấy là phương châm bán hàng của đơn vị em. Đấy, bác nào cứ chuẩn bị xương đi, nhận dao cái test thử chặt luôn. Xương ống như em vừa mới chặt đấy nhá. Xương ống hay là xương cứng nhất rồi. Các bác có thể chặt được cả xương bò nữa. Còn đây là bộ muồng này. Bộ muồng, muồng với mun khác nhau nhá. Ví dụ như bộ muồng này các bác nhìn thì nó là một vỏ hoa văn. Vỏ này là một bộ vỏ đẹp. Đấy, nhưng giá cả bộ này thì nó sẽ bằng nhau. Và hôm nay thì em cũng rèn thêm dao quắm. Một chút là em sẽ báo giá về con quắm cổ cò. Là một cái dòng dao mà các bác đi rừng cần rất nhiều. Thì giá ở bộ dao mèo ngày hôm nay là bao nhiêu? Thì con, ví dụ như con ngắn nhất là con mèo mili này. Đấy, chắn đồng nhá. Tất cả làm bằng chắn đồng thau đẹp như thế này. Con mèo mini này thì giá của nó sẽ đang là 300 nghìn một con. Chiều dài của nó, lưỡi của nó sẽ là 20cm. Cái này các bác đi rừng, lát thịt này, thái thịt, cực kỳ là thích luôn. Và cũng là một bộ sưu tập đẹp. Thì các bác treo ở trong nhà. Đây, đây là con muồng 20, vỏ của nó như thế này nhá. Còn nếu như mun, mun thì vỏ của nó sẽ như thế này các bác này. Đây là vỏ mun. Đấy, 20cm. Và nếu như 25cm thì con này, 25cm thì em đang gửi được các bác, giá sẽ là 350.000. Dáng lượn rất chi là đẹp. Đấy, đây là dáng lượn nha các bác nhá. Đấy, đây là con 25cm. Kim nói 25cm là nói về phần lưỡi này các bác này. Lưỡi này. Các bác nhìn cái chắn đồng là một cái tượng trưng riêng của đơn vị em. Làm dày dặn như này. Tay của nó tay mun. Các bác mà khi dùng cái vỏ mun này càng dùng nó càng sáng ra nha các bác nhá. Đấy, và khi em đóng chốt như này thì nó hơi gọn một chút này. Thì các bác về các bác có thể lấy cái dây giáp các bác giáp đi cho nó mềm người. Đây là vỏ mun cao cấp nha các bác nhá. Mun thì nó sẽ thô, nó sẽ không trang trí gì cả, nhưng mà các bác dùng nó sẽ càng dùng càng bóng như là cái chất vân phỉ châu ấy các bác ạ. Rất chi là thích. Đấy, và đây là con 30cm. Thì với con 30cm này thì đơn vị em đang gửi cho các bác giá sẽ là 400.000 trên một cây. Tất cả thì đều có bao vỏ để các bác nhà mình sưu tầm. Đấy, và rất nhiều bác chia sẻ và tôi mua dao mèo về chơi thôi, chỉ dùng cho nó đẹp thôi. Đấy, nhưng mà dao mèo của đơn vị em là dao mèo bản, thực chất là gia truyền dao mèo bản của người Mông. Thế cho nên là các bác sẽ sử dụng được rất chi là vào nhiều công việc, đi rừng chặt củi, chặt xương, và vừa là một cái bộ sưu tập đẹp và các bác có thể treo ở trong bếp nữa, cũng là một cái bộ dụng cụ rất chi là cần.
Đấy, 400.000 con 30 nhá. Và tới con 35cm. Đây là con 35cm. Sống của nó đều là sống dày 6,5 ly. Đấy. Có hôm thì em chặt xương bằng con 35, có hôm thì em chặt bằng con 30. Thì tùy thuộc theo các bác sử dụng nhá. Con 30 thì rất là vừa tầm. Trong cái bộ này thì con 30 là vừa tầm nhất. Đấy, con 25 này thì một là bộ các bác thì mình đi rừng, các bác sử dụng rất là nhiều. Thì cũng rất cảm ơn các bác là trong thời gian vừa qua thì em đã đưa tới các bác ủng hộ shop rất nhiều. Và mỗi một video thì em sẽ test thử thực tế cho các bác nhà mình xem. Và các bác nhận hàng thì đều được test thử hàng các bác nhá, thoải mái luôn. Chất liệu nhà em thì sẽ làm chất liệu đặc thù là nhíp đỏ, một dòng nhíp cao cấp nhất, tốt nhất, và không đơn vị nào làm cái dòng nhíp này cả. Đấy, và tới bộ muồng này thì như các bác đã xem, các bác nhớ là muồng là màu vàng nhá, mun là màu đen. Và tới bộ quắm cổ cò. Con quắm cổ cò này thì em đặt cho một bác làm hàng đặt, và thực sự là thấy bác ưng quá, sống của nó dày 6,5 ly này. Bác ưng quá cho nên là em sẽ làm luôn để gửi cho các bác nhà mình mà đang muốn sưu tầm một bộ dao đẹp. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là 65-70cm. Đấy, cả cán cả lưỡi nhá. Thì giá em đang gửi cho các bác con này chỉ có 250.000 trên một con thôi. 250.000. Đấy, miễn phí ship các bác luôn nhá. Và chất liệu nhíp thì sẽ làm bằng một loại nhíp như các bác vừa xem kia. Và bộ dao trong bếp này, một bộ 3 con, một con chặt xương, một con thái, con này chặt xương thoải mái luôn, con thái. Bộ này là 450.000 một bộ nhá. Một con này con thái này. Bao chất lượng luôn. Đấy, bác nào mà xem video của đơn vị em Thảo về dòng dao mèo chất lượng này, nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để đón xem được thật nhiều những cái dụng cụ hay của đơn vị em qua những cái đoạn clip ngắn như này. Hẹn với các bác là sau 3 hôm nữa thì em lại làm một được độ tầm hơn chục cây đấy nhá. Đấy, các bác nào mà yêu quý dao mèo thì cứ liên hệ tới em và sẽ đảm bảo chất lượng để các bác nhà mình sử dụng trong tất cả các công việc. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại.